Thưa quý vị, theo thông tin từ nhóm phóng viên thời sự tác nghiệp tại đại hội, thì cách đây ít phút, vận động viên Trần Thanh Hiển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đánh bại nhà vô địch SEA Games 31 để giành chiếc huy chương vàng quý giá ở bộ môn judo cho tỉnh nhà. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại nhà thi đấu Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nơi diễn ra các nội dung chung kết bộ môn judo. Và thật hạnh phúc và tự hào khi vận động viên Trần Thanh Hiển của Bà Rịa Vũng Tàu đã giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân dưới 81kg nam để mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho đoàn thể thao Bà Rịa Vũng Tàu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 tính đến thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm xúc của Trần Thanh Hiển sau trận chung kết kịch tính này. Cảm xúc của Hiển như thế nào khi giành chiến thắng trong trận chung kết đầy kịch tính trước vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em rất vui và hạnh phúc khi chiến thắng được chính mình và chiến thắng được đối thủ. Trần Thanh Hiển có bất ngờ về chiến thắng này hay không khi mà đối thủ của Trần Thanh Hiển chính là Bùi Minh Quân, người đã giành chiến thắng trước Hiển trong trận chung kết SEA Games 31 diễn ra cùng chính trên sân đấu này? Em không bất ngờ lắm vì đây là các dự tính và kế hoạch của em tập luyện để đạt được chiến thắng kỳ này. Chiến thắng này Trần Thanh Hiển sẽ dành tặng cho ai? Dạ, em xin dành tặng cho ban thầy cô em và các ban lãnh đạo của tỉnh và đồng đội của em đã luôn ủng hộ em trong cái con đường này. Đại hội thể dục thể thao đang diễn ra hết sức sôi nổi và quyết liệt. Đoàn thể thao Bà Rịa Vũng Tàu mới chỉ giành được 3 huy chương vàng trong tổng số mục tiêu giành 10 huy chương vàng. Thì Huyền muốn gửi lời động viên nào để đến các cái vận động viên tiếp theo sẽ ra tranh tài cho Bà Rịa Vũng Tàu ở Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9? Dạ, em xin chúc các vận động viên, các đoàn, các môn thi đấu cách tốt nhất, may mắn nhất và giành huy chương, nhiều huy chương vàng về cho địa phương mình. Vâng, xin cảm ơn Trần Thanh Hiển với cuộc trao đổi ngắn ngày hôm nay. Cảm ơn. Trong trận chung kết hạng cân dưới 81kg nam bộ môn judo vừa kết thúc, vận động viên Trần Thanh Hiển đã vượt qua vận động viên Bùi Minh Quân của thành phố Hồ Chí Minh bằng điểm ít phòng, điểm tuyệt đối. Chiến thắng đến ở những giây phút cuối cùng khiến các khán giả có mặt trên các khán đài nhà thi đấu Hoài Đức, Hà Nội hết sức phấn khích. Ngay sau chiến thắng của vận động viên Trần Thanh Hiển, lãnh đạo ngành thể thao tỉnh, ban huấn luyện đội tuyển judo tỉnh đã có mặt kịp thời để động viên nhà vô địch judo Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9. Trần Thanh Hiển chính là vận động viên đã giành huy chương bạc môn Curat SEA Games 31 hồi tháng 5 vừa qua và đối thủ của võ sĩ Bà Rịa Vũng Tàu trong trận chung kết chiều nay cũng chính là Bùi Minh Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, người đã đánh bại Trần Thanh Hiển ở chung kết SEA Games 31. Cũng trong chiều nay, đoàn thể thao Bà Rịa Vũng Tàu còn giành thêm một tấm huy chương bạc judo hạng cân dưới 52kg nữ của vận động viên Hà Anh Thư. Hiện tại Bà Rịa Vũng Tàu đã giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.